Số lần này chúng ta sẽ kiểm chứng những sản phẩm thuộc chủ đề nhà thông minh được quảng cáo vô cùng ấn tượng ở trên mạng. Và sản phẩm lần này sẽ là gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong Tiêu dùng thông minh. Và tôi là Long Khoa học. Tôi Đức giáo sư. Sản phẩm lần này chúng tôi kiểm chứng đó chính là Smart Mi Air Purier, có giá 2 triệu đồng được đánh vào phân khúc dành cho các gia đình hoặc các bạn mà nuôi chó mèo nhiều. Và ngay sau đây sẽ là clip quảng cáo của người ta. Ui dồi ôi, nhiều bài test ghê hả? Khói bụi, túng mù rồi. Lần này nhá, chúng ta sẽ phải làm khói bụi như thế để xem là có hút được hay không. Làm gì thì làm, trước hết thì chúng ta sẽ phải nhận định trước về ngoại hình. Đây là một chiếc máy có trọng lượng khá là nhẹ. Có thể nặng phết đấy, khoảng tầm 5 cân. Thật ra là vẫn nhẹ, này là có thể sai trẻ con đi vác. Khác với những chiếc máy lọc không khí Xiaomi trước đây tôi từng review thì chiếc máy này thì nó có cái phần đồng hồ hiển thị phía bên trên. Úi dồi ôi, đẹp quá. Các bạn có thể thấy là bên trên nó sẽ có một cái máy đo nồng độ bụi trong không khí, từ màu xanh lá cây đến màu vàng, màu cam và màu đỏ. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kiến tạo một môi trường mà khói bụi y như trên clip. Hiện tại thì chúng tôi đang test chiếc máy Xiaomi ở trong căn phòng 25m². Cái công suất của con Xiaomi này là 400m³/giờ. Chăn này chăn đàng hoàng đắp chăn đúng không? Đấy, và cái đồng hồ này các bạn có thể thấy là nó bắt đầu đo real time nhé. Từ 49 bắt đầu lên 53 rồi này. Vẫn chưa cao lắm. Để kiến tạo môi trường khói lửa hơn, tôi sẽ sử dụng pháo màu. Đây là thí nghiệm hoàn toàn phục vụ mục đích khoa học để kiểm chứng một con máy, chứ không phục vụ mục đích liên quan đến nghịch và chơi phá. Các bé vui lòng không làm tại nhà. Để bắt đầu bấm giờ nào. Bây giờ sau 40 phút mòn mỏi chờ đợi thì cái tác phẩm của chúng ta đã xuống là 0,29, tức là 29 điểm, từ mức đỏ 600 xuống mức 29 trong khoảng tầm 40 phút với một con máy 2 triệu như thế này. Và các bạn thấy không, cái khói đấy nó là cái pháo màu nhưng mà nó hoàn thành trong khoảng là 40 phút. Như vậy đối với tôi là một con máy tốt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra lõi lọc của nó. Lõi ngon đấy chứ, lõi 360 độ như này thì nó sẽ có tiết diện lọc rộng hơn. Như vậy thì nó sẽ có tuổi thọ là đảm bảo an toàn hơn. Nhưng mà gỡ con này ra thì cái... ui. Các bạn nhìn này, oh my god, vuốt qua một đường đấy, lọc nha. Mà đây mới chỉ là lớp 1 thôi, bên trong này còn cái lõi lọc HEPA 13, bộ lọc HEPA 13 cấp y tế. Đây là cái loại màng lọc sử dụng cho các tủ cấy sinh vật, tức là nó đáp ứng nghiêm ngặt về phần lọc không khí để đảm bảo môi trường ít có tạp chất nhất ở trong phòng thí nghiệm. Lọc bụi lên đến 0,3 micron, tức là bằng 1/100 sợi tóc. Bây giờ chúng ta sẽ lọc thực chiến. Trong cái quá trình thực tế tại nhà của Chi Bùm thì tôi sẽ kiểm tra phần màng lọc sau khi mà chúng ta làm xong. Và ngoài ra thì sau đó tôi cũng sẽ kiểm tra lại cái tình trạng lõi lọc ở trên app xem là nó có nhận định đúng hay không. Anh em, let's go. Chúc chị may mắn. Bảo quản hành lý giúp chúng tôi. A few minutes later. Đây là khổ chủ sau vòng 2 hôm mà chúng tôi test máy này. Mèo nhà chị có rụng lông nhiều không ạ? Có ạ. Ừ, đấy, và chị có thường xuyên phải lau nhà không? Lúc nào cũng lau ạ. Có thể hút được lông chó mèo đảm bảo an toàn cho sức khỏe thể hiện qua màng lọc, có thể giữ lại được cái lông chó mèo. Filter ngăn bụi rất là lớn, nó bọc quanh cái lõi lọc HEPA. Cái diện tích này cực kỳ lớn, đồng thời thì nó rất dễ để vệ sinh. Đấy, vệ sinh là vệ sinh ở đây. Kéo là kéo ra ở đây. Ui dồi ôi, mốc xanh, mốc đỏ, lông chó, lông mèo này. Về khả năng thực chiến thì chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về con máy Xiaomi này. Công nhận là nó làm được. Tuy nhiên là làm được ở trên quảng cáo thì chắc chắn nó sẽ phải cần một con máy công nghiệp có công suất lớn. Chứ con máy này thì nó sẽ chỉ phục vụ những cái căn phòng ngủ hoặc là những cái căn phòng khách có diện tích khoảng tầm 30m² quay đầu mà thôi. Bây giờ thì có một điểm nữa, khi mà bắt đầu giống như ông anh Linh của tôi, tức là nhà bắt đầu có con, thì lúc đấy sẽ cần phải độ ồn nhỏ bên dưới 70dB. Đây sẽ là âm thanh môi trường hiện tại của chúng ta khi im lặng hoàn toàn. 30dB. Xin mời anh Đức sẽ nói một vài câu để tôi nhìn số decibel. Nói bằng giọng là người lớn nói chuyện với nhau bình thường. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang ngồi đây. Lúc quát chửi con nó sẽ lên tầm 80dB. Chúng tôi sẽ xin mời anh Hoàng. Ồ, từ nãy giờ máy đang bật. Tôi sẽ mở chế độ mạnh nhất. Còn đây sẽ là kết quả của chế độ ngủ. Anh Đức thấy hài lòng không ạ? Tôi không nghe thấy gì cả. Thì đây là một con máy tốt nha. Bạn có, nếu mà bạn là một cặp vợ chồng và mới sinh một em bé, hoặc là nuôi chó mèo các thứ, thì đây sẽ là một con máy đáng để mua nha. Để xác xét trên thang điểm thì anh Đức giáo sư tính đây là một sản phẩm như thế nào ạ? Tôi chấm 8/10. Tức là giỏi.